Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình nha. Mọi người hôm nay thì cũng như bao ngày khác, mình sẽ làm một món ăn để giới thiệu với mọi người cũng như là để cho gia đình mình thưởng thức cho mọi người. Thì đó là một món ăn dân dã mà đặc biệt là ở miền Tây rất là ưa thích. Mình không biết miền Trung, miền Bắc có yêu thích hay không, nhưng mà mình sống ở miền Tây nên mình biết ở miền Tây mình có một số người sẽ rất thích ăn món này. Thì xin mời mọi người theo dõi mình làm đó là món gì nha. Đó là món đu đủ trộn mắm mắm sống nha mọi người. Ở đây mình có đu đủ. Đu đủ này nó mới hơi ửng ửng hồng mà nó chưa có được mỏi dịch cho lắm. Còn đây mình có mắm cá sặc đồng. Và ở đây một ít tỏi băm nhuyễn, ớt, tỏi sắc lát và gừng sắc sợi mọi người. Mà đu đủ này mình đã sắc sợi sẵn vì tránh mất thời gian nên mình đã sắc sợi sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ trộn mắm với đu đủ nha mọi người. Mình sử dụng một cái tô lớn để trộn đu đủ trước nha mọi người. Mình sẽ cho vào đu đủ một ít đường. Cái này mình cho vào tùy thích rồi mọi người, tùy theo cái khẩu vị của gia đình mình ăn á, có thích ăn như thế nào á, thì mình để đường vào tùy thích. Mình sẽ cho vào một xíu nước mắm. Ít thôi nha mọi người. Vì mắm á, nó đã mặn sẵn rồi nên mình cho nước mắm vào đây cho nó có vị thêm thơm thêm chút thôi, chứ để nhiều quá nó sẽ mặn. Rồi trộn lên. Rồi mình để nó ra một bên nha. Bây giờ mình sẽ làm mắm nha mọi người. Ở đây á, chủ yếu là mắm cá sặc và mắm cá rô á. Nên mình coi con nào bự thì mình sẽ cắt ra làm hai, làm ba. Con nào nhỏ thì mình sẽ để nguyên nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đi cắt mắm nha. Sau khi mình cắt mắm xong á mọi người, bây giờ thì mình sẽ cho vào mắm một ít đường nha, cho nó thấm vào mắm. Đó. Một xíu bột ngọt nha mọi người. Rồi trộn lên. Rồi mình cũng sẽ cho tỏi vào, gừng vào luôn, ớt luôn nha. Đó, mình trộn cho nó thấm vào mắm trước. Bây giờ mình sẽ để đây cho nó thấm khoảng 5 phút đó mọi người. Mình hãy trộn vào đu đủ nha. Sau khi mình để cho đu đủ và mắm nó đã thấm gia vị rồi thì bây giờ mình sẽ đổ mắm vào đu đủ và trộn lên nha mọi người. Đó. Bây giờ mình sẽ trộn lên thôi. Trời ơi, mắm nó thơm ngào ngạt luôn. Cái này á, mắm sống này á, có người ăn không được sẽ nói là hôi, tanh, thối gì đó. Còn đối với mình thì mình rất thích ăn và nó rất là thơm á mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ cho tỏi sắc lát vào luôn nha. Chưa gì hết trơn, thấy nuốt nước miếng rồi mọi người ơi, thơm quá trời thơm, mùi mắm lắm lan tỏa khắp xóm làng. Mắm thơm ngào ngạt luôn, còn gì mà bằng mắm sặc đồng được, quá ngon. Bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng nha. Nè, có gừng nè, có mắm nè, có tỏi nè, có đu đủ nè, kẹp vào.
ăn một miếng. Đu đủ á, thì nó giòn sực sực, mắm á, thì nó thơm mặn mặn, gừng á, thì nó thơm thơm cay cay, hòa quyện cùng với gia vị ngon lắm mọi người ơi. Cái này là ăn bắt cơm dữ lắm luôn nè. Mọi người ơi, thì mình cũng đã hoàn thành xong món mắm cá sặc trộn đu đủ rồi đó mọi người. Thì mong là mọi người nhín chút thời gian ra để làm, để cho gia đình mình thưởng thức, để có một bữa cơm thật hấp dẫn và ngon miệng nha. Chúc mọi người thành công. Thì video của mình cũng xin tạm dừng ở đây mọi người ơi. Nói mà mắm nó thơm phức lỗ mũi. Mình xin tạm dừng video ở đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu mọi người thấy thích kênh của mình thì hãy cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh để tạo động lực và cũng như là để ủng hộ tinh thần. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.